Xin chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ thực hiện một món sữa rất là tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng cho cả nhà. Đó là sữa khoai lang tím hạt bí. Ở đây thì em sử dụng cái loại hạt bí mà đã tách vỏ. Mua cái hạt bí mà organic này này. Thì mình làm sữa, mình sẽ yên tâm hơn về cái chất lượng của cái hạt bí nhé. Khoai lang thì em sử dụng khoai lang tím khoảng 2 củ. 2 củ này thì khoảng 250g. Với khi mà mình làm sạch đi thì khoảng 200g. 200g khoai lang, 50g hạt bí, đường. Thì em sử dụng một viên này là khoảng 40g đường. Tùy vào cái sở thích, mình thích độ ngọt nhiều hay ít mà các anh chị ra giảm lượng đường nhé. Và em sử dụng thêm 2 hộp sữa tươi. Ở đây em sử dụng sữa tươi, các anh chị sử dụng loại nào cũng được, là tương đương với khoảng 350ml sữa tươi. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện. Đầu tiên đối với khoai lang thì em sẽ đi gọt vỏ và mình luộc hoặc hấp chín. Đây, mình cắt khúc khoai ra và mình cho nước và mình luộc. Ở đây thì mình sẽ luộc với khoảng nửa lít nước nhé. Khoai của mình luộc được khoảng hơn 10 phút thì mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối nhé. Và mình sẽ cho khoai của mình ra mình đi xay. Mình tắt bếp thôi. Đây, mình sẽ xay cả phần khoai và cái phần nước mình luộc luôn nhé. Phần khoai của mình ra. Tiếp theo là đến cái phần hạt bí. Mình sẽ cho khoảng 50g hạt bí. Cái bí này thì em đã cái bí này là bí mà người ta đã hấp sẵn rồi các anh chị, nên là em không cần ngâm. Còn nếu mà cái hạt bí mà đang còn sống thì các anh chị mình nhớ là mình ngâm trước khi mình cho nó mềm ra trước khi mình xay nhé. Mình sẽ cho sữa tươi vào cái hạt bí này mình xay. Đây, em đã xay xong cái phần hạt bí rồi, mình cho vào cái sữa của mình thôi. Anh chị xay thật là nhuyễn nhé. Sau khi mình đã xay xong cái phần hạt bí và phần sữa thì mình sẽ cho cái đường vào và mình sẽ bỏ lên bếp mình đun lửa nhỏ thôi cho nó tan cái đường ra. Đây, mình bắc lửa lên để mình đun nhé. Mình đun lửa nhỏ thôi, mình quấy cho cái đường phèn nó tan là được. Hôm nay cái cục đường phèn của em nó hơi lớn, nếu không có đường phèn thì anh chị có thể cho đường bình thường cũng được nhé. Đường phèn thì cái độ ngọt của nó sẽ ngọt thanh hơn. Mình cho đường cát thì mình giảm cái lượng đường lại. Đây các anh chị, mình nấu khi mà mình đã xay sữa ra rồi á thì mình không nên nấu lửa lớn nhé. Đây là cái lưu ý đầu tiên, đó là nếu mà đây này em nấu lửa cực nhỏ để cho nó sôi lăn tăn như thế này. Là vì nếu mà mình nấu lửa lớn thì cái sữa của mình khi đun xong nó dễ bị tách nước. Nó sẽ không còn cái độ kết dính sệt sệt như này nữa mà nó sẽ bị tách nước. Mình uống mình cảm giác nó lợn cợn ra không ngon đâu. Nên là mình nấu lửa nhỏ thôi. Và một cái nữa đó là mình nấu lửa nhỏ thì giúp cho cái sữa của mình, cái sữa tươi á, nó sẽ không mất chất. Sữa đã được rồi và đường nó cũng tan hết rồi. Bây giờ em sẽ tắt bếp này. Em nấu lửa rất là nhỏ luôn, chừng khoảng 5-7 phút, nhưng mà mình nấu lửa rất là nhỏ. Rồi mình cho sữa ra để nguội. Rất là thơm. Là em đã vừa hoàn thành xong cái sữa khoai lang tím hạt bí. Cái món sữa này thì đặc biệt là rất là bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Nó tốt cho sức khỏe của cả nhà. Nếu mà nhà có các bé hay là có người già, cái sữa này cũng rất là tốt. Đặc biệt là nếu mà các bé, mình giúp cái sữa này giúp tăng cân rất là tốt và tiêu hóa tốt nữa.
Còn nếu mà các chị muốn mình giảm cân hoặc là mình dùng cái sữa này để mình uống cho nó giảm cân á, thì mình sẽ uống trước bữa sáng hoặc là trước bữa ăn nhé, để mình giảm cái lượng thức ăn mà mình hấp mình tiêu thụ lại, thì giúp giảm cân và đẹp da rất là tốt đấy. Thơm thơm, bùi, béo và cái màu thì rất là hấp dẫn. Các anh chị có thể thử mình làm cái sữa từ cái hạt bí, hoặc là mình có thể kết hợp cái khoai lang tím với hạt bí này, hạt hạnh nhân này, hạt maca hay là hạt điều đều rất là thơm ngon và bổ dưỡng nữa. Cái cách làm thì vô cùng đơn giản, tại nhà mình có máy làm sữa hạt thì mình làm sữa hạt bằng làm bằng máy, còn không thì mình làm thủ công theo cách của em, rất là đơn giản và ngon, tốt bổ dưỡng cho cả nhà. Video thực hiện cái sữa khoai lang tím với hạt bí của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em nhé.